năm 2012, cả nước chứng kiến thêm những ảnh hưởng mạnh mẽ từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Chỉ trong một thời gian ngắn, số lượng doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động cao gấp 10 lần những năm phía trước. Những tác động từ thực trạng nêu trên đã gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội. Hàng trăm ngàn doanh nghiệp giải thể, phá sản hoặc hoạt động cầm chừng. Kéo theo đó là hàng triệu công nhân thất nghiệp. Những bất ổn tồn tại nhiều năm qua trong nội tại của nền kinh tế tiếp tục bộc lộ. Bên cạnh những khu công nghiệp bỏ hoang là những gia đình nông dân thiếu đất sản xuất. Nhiều gia đình rơi vào cảnh khó khăn. Một lượng lớn tài nguyên con người đang dần bị lãng phí. Hôm nay mưa gió, tận dụng lúc nhàn rỗi, anh Cường che củi giúp vợ. Từng là công nhân của công ty đóng tàu Nam Triệu. Tuy nhiên, từ khi doanh nghiệp này bị khủng hoảng, anh và hàng nghìn công nhân rơi vào cảnh thất nghiệp. Bàn tay vốn quen với kim sắt, máy hàn, nay chỉ về thổi cơm giúp vợ. Không công ăn việc làm, người đàn ông vốn là trụ cột trong gia đình như anh, không khỏi cảm thấy chới với. Tôi vào 2005, bây giờ công việc lương đậu thấp quá, phải làm ngoài. Gia đình khó khăn phải đi ra ngoài làm. Tháng 3-4 triệu rồi là bánh bi, cũng vất vả, mà lương thấp lắm. Từ hồi tháng 3 là không có lương, là phải nghỉ. Ra ngoài làm. Đồng lương công nhân vốn không đủ trang trải cho cuộc sống gia đình. Nay thì nghỉ hẳn việc, vợ chồng anh Cường phải ra ngoài làm thuê, bươn chải kiếm sống. Công việc thì trước kia thì nó cũng lương nó thấp thì nó cũng khó khăn một phần, nhưng cũng nói chung là nó cũng đều lương. Nhưng bây giờ thì công việc thì nó lại không có hẳn, thì nó ít công việc ít hẳn hơn. Thì là lương nọ thì nó không có, một tháng bây giờ là chỉ có tiền ứng thì nó tạm bợ thôi. Nói chung là cũng không đủ chi tiêu trong hàng ngày của trong gia đình. Người nhà thì hai vợ chồng hai đứa con thì nói chung là cũng rất là vất vả. Cách nhà anh Cường không xa là gia đình của bà Phạm Thị Yến. Gọi là nhà, nhưng bà Yến không khỏi chua chát bởi mái đã dột trên nát dưới. Những ngày thường, trong nhà chỉ có bà cháu với nhau. Bàn giao đất ruộng cho công ty Nam Triệu xây dựng mặt bằng. Hai đứa con của bà cũng trở thành công nhân của công ty. Nhưng từ đầu năm 2012, cả hai đều không còn việc làm. Thất nghiệp, không đất sản xuất, con cái bà phải đi tha hương, cầu thực. Gia đình nhà tôi không có công nhân, công ăn việc làm không có. Nên con cái không có việc, nên cho nên đói không có cái gì cả. Nhà thì bẹp hết đấy này. Thu nhập thì chả có gì, thu nhập của hàng ngày chỉ có đi mò cua bắt ốc về được 50 quyền lại, đóng tiền học cho con cháu này, cho hai đứa ăn học, một đứa thì lớp 7, đứa thì lớp 2. Thế mỗi một năm thì bao nhiêu tiền học kia lại thường ăn học xong lại may vá để thuốc thang để khi ốm khi đau, thế làm gì có tiền. Những công nhân được đào tạo chuyên nghiệp nay thất nghiệp. Đó cũng là hoàn cảnh chung của nhiều gia đình sống trên địa bàn xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng hiện tại. Kinh tế khó khăn ảnh hưởng đến hầu hết các ngành sản xuất của đất nước, đẩy không ít công nhân rơi vào tình trạng thất nghiệp. Nhiều người phải ra ngoài làm thuê kiếm sống, nhưng cũng không ít trong số họ lấy cờ bạc, rượu chè làm bạn. Điều này trở thành vấn đề nhức nhối tại nhiều địa phương. Suy thoái kinh tế và cũng do cái không có công ăn việc làm. Đấy. Hiện nay là cái dự án của nhiệt điện nhà máy nhiệt điện là phòng 1 và 2 thì chắc chắn là lai mai coi như là theo như tổng giám đốc
báo cáo thì coi như là tại cái buổi lễ kỷ niệm coi như là 10 năm ngày thành lập công ty thì đến bây giờ là không lấy công nhân nữa. Đấy, và không lấy công nhân nữa và không quan tâm đến cái này thì coi như là cái số lao động vô tư của Tam Hưng không có việc làm, không có đất nông nghiệp để canh tác thì coi như là sẽ dẫn đến cái thất nghiệp. Và thất nghiệp thì coi như là không có việc làm thì ảnh hưởng đến cái tỷ lệ hộ nghèo. Vấn đề thứ hai nữa là chỗ 5 triệu. Đấy. Mà nếu mà coi như nhà nước mà không kích cầu và không tái cơ cấu và không hỗ trợ thì coi như là cái lượng công nhân của Tam Hưng chắc chắn là coi như là sẽ thất nghiệp. Đấy. Và cái thất nghiệp thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái lao động. Vì hiện nay là Tam Hưng là chúng tôi có khoảng 7.400 nhân khẩu. Và diện tích đất nông nghiệp hiện nay chỉ còn có 84 hectare đất nông nghiệp. Thì nếu mà tính chia cho số khẩu với lại cái diện tích đất nông nghiệp thì không còn bao nhiêu cả. Và cái ngành nghề phụ ở Tam Hưng thì lại là không có. Làng nghề không có, ngành nghề phụ không có. Đấy, thì coi như là không có công ăn việc làm và không có cái thu nhập thì chắc chắn là cái nguy cơ tái nghèo là sẽ diễn ra. Hải Phòng là một trong những nơi có các trung tâm, công ty đóng tàu lớn nhất của cả nước. Thành phố này cũng từng được coi là thủ phủ của Vinashin. Khi Vinashin thua lỗ, các dự án nghìn tỷ dở dang không chỉ gây thất thoát tiền của nhà nước mà còn đẩy hàng nghìn công nhân của thành phố cảng rơi vào cảnh bi đát vì thất nghiệp. Cùng với ngành công nghiệp đóng tàu, trong thời gian qua, hàng ngàn các doanh nghiệp khác cũng lao đao. Kinh tế khó khăn, sản xuất kinh doanh của phần lớn doanh nghiệp bị đình đốn, lợi nhuận sụt giảm, thậm chí thua lỗ, dẫn tới hệ lụy là hàng chục nghìn lao động chính của các gia đình rơi vào vòng xoáy nỗi lo, cơm áo, gạo tiền. Ở đây tôi cho rằng là cái nếu mà chúng ta bàn về cái chuyện thất nghiệp thì có lẽ là phải bàn về cái chuyện tức là không giải quyết được một cách đầy đủ cái việc làm cho người ta. Có thể người ta không mất việc nhưng mà người ta không làm hết cái thời gian của người ta. Đấy, được gọi là làm việc mà không hết thời gian, làm việc không hết sức lực. Này. Thì cái đó mới là cái có lẽ là quan tâm, bởi vì nếu mà chúng ta làm ít, năng suất lao động chúng ta thấp thì đương nhiên là cái thu nhập của chúng ta thấp thôi. Bên cạnh đó, bối cảnh khủng hoảng hiện tại cũng khiến người nông dân điều đứng. Tại một số địa phương nơi có sự hiện diện của các khu công nghiệp, người nông dân cũng không tránh khỏi cảnh không việc làm, không đất sản xuất, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Đây là một trong những mảnh ruộng bị thu hồi để làm khu công nghiệp của người dân ở hai xã Phượng Mao và Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Từng là đồng xôi, ruộng mật, nhưng từ gần chục năm nay, mảnh đất này trở thành đất hoang. Khu công nghiệp trên giấy trở thành nơi chăn bò, bán trà đá cho công nhân trong vùng. Đất này là được thu hồi từ năm 2006-2007 nhưng mà từ năm đấy đến giờ là chưa được sử dụng đến mục đích. Những năm mới thu hồi đất thì là họ ưu tiên những người có con em mất ruộng đất đi làm. Như từ năm đấy đến bắt đầu năm nay thì tưởng thấy đồng lương nó không đủ sống thì không đủ nuôi bản thân và nuôi con thì mình nghỉ mình đi làm nghề buôn bán. Gia đình bà Nguyễn Thị Uyển từng có đất nông nghiệp bị thu hồi để làm khu công nghiệp. Số tiền đền bù được bà sử dụng để xây nhà, cưới vợ cho con. Sau khi bị thu hồi đất, mảnh vườn nhỏ này trở thành sinh kế của cả gia đình. Theo cam kết của địa phương và ban quản lý khu công nghiệp, sau khi thu hồi đất sẽ giải quyết công ăn việc làm cho lao động trong gia đình bà Uyển. Tuy nhiên, thực tế lại không đúng như những lời cam kết ấy. Con trai bà dù nộp đơn đến hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn nhưng vẫn không được tuyển dụng. Bây giờ lại phải, nếu không thế thì mình lại phải đi kiếm những cái nghề gì khác thôi. Rồi thì lại chờ đợi vào làm ở khu công nghiệp.
Tại vì mình làm những cái việc khác thì họ mình ở năm ngoài thì mình đã không ổn định. Công việc không ổn định như khu công nghiệp được. Trong khi đó, mảnh đất vốn để canh tác lúa của gia đình bà gần chục năm nay vẫn bỏ hoang. Không ít người dân xót đất, xót của vẫn ngày đêm bòn mót những thứ cỏ cây còn sót lại. Nhưng chẳng đáng là bao so với những gì họ từng thu hoạch được từ những mảnh ruộng màu mỡ trước đây. Xót xa chứ bây giờ trong đây là như thế này, bây giờ một vụ là chúng tôi thu mỗi năm là hàng chục tấn thóc, hàng mấy chục tấn thóc ở đây, hàng bao nhiêu hecta đây cuối cùng người ta bỏ, kể cả khu dưới kia cũng thế. Hiện nay, hầu hết những người dân có đất đai bị thu hồi để xây dựng khu công nghiệp đều ở trong tình trạng như của gia đình bà Nguyễn Thị Uyển. Từ năm 2007, khi việc xây dựng các khu công nghiệp được triển khai trên địa bàn, nhiều hộ gia đình đã nhường đất sản xuất, đất thổ cư để xây dựng các khu công nghiệp. Thời điểm đó, ở làng quê này, không ít nhà cao tầng đã mọc lên. Tuy nhiên, chỉ vài năm sau, do không có công ăn việc làm, nhiều gia đình đối diện với tình cảnh thất nghiệp, không có đất sản xuất. Bây giờ thì nói chung là đã đền bù tiền thì dân ở đây có tiền làm nhà, mua xe thì nhà nào cũng có. Nhưng mà cái hiện trạng tái nghèo, không có công ăn việc làm và cái đồng tiền thu nhập hàng ngày là không có, không được được đáp ứng mấy cái đời sống hàng ngày. Theo cái tiêu chí bây giờ là hàng năm này sinh hoạt phải đóng góp các khoản này, tiền điện hàng tháng nó lên bao nhiêu, thế rồi thì đóng góp các khoản vào xã hội như thế nào đấy, là cũng mà ăn uống hàng ngày sinh hoạt cũng không đáp ứng được. Phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung, thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội là chủ trương đúng đắn của các địa phương trong cả nước. Nhưng việc phát triển các khu công nghiệp một cách ồ ạt, sử dụng nhiều quỹ đất nông nghiệp màu mỡ chuyển sang làm công nghiệp đang là nỗi lo của người dân, trong khi quỹ đất trồng lúa thì ngày càng thu hẹp. Thực tế, khi các doanh nghiệp đi vào hoạt động đã giải quyết một phần khá lớn nhu cầu công ăn việc làm cho những lao động trẻ ở nông thôn. Tuy nhiên, khi khủng hoảng kinh tế diễn ra, các doanh nghiệp thu hẹp hoạt động, những nông dân được nhận vào làm tại đây cũng không khỏi bị ảnh hưởng. Không đất sản xuất, không công ăn việc làm, trong khi công việc làm thuê ở bên ngoài lại không đều đặn, nhiều gia đình bị đẩy vào nguy cơ tái nghèo. Thu hồi đất rồi biến thành các cái khu này khu nọ, thậm chí là tàn phá cái đất nông nghiệp, mà rồi thì thế, người dân ấy là mất đất, nhưng mà người dân lại không có cái việc làm đi kèm. Tôi lấy ví dụ như có rất nhiều khu, và phải nói là đấy là cái khu đồng xôi ruộng mật, mà tôi xin nói rằng ấy là để có được một cái ruộng đất như vậy, thậm chí cái người nông dân phải đổ mồ hôi, đổ xương máu hàng nghìn năm mới có thể có được một cái ruộng đất, có cái cánh đồng như vậy. Phải không ạ? Phải nói đó là cái chuyện đầu tư cho nông nghiệp là vô cùng khó khăn. Và phải nói rằng là đấy là một cái, đấy có thể nói là một cái sự trả giá của hàng trăm thế hệ để mà có được một cánh đồng như vậy. Thế thì bây giờ đùng một cái người ta bảo biến cái khu này thành khu công nghiệp, đùng một cái biến cái khu này thành khu đô thị, rồi thì đổ cát lên, đổ sỏi lên, đổ đá lên, tàn phá cái khu đó không thể bao giờ có thể quay trở lại thành cái khu ruộng đất được nữa, cái khu trồng cấy được nữa. Thế nhưng mà rồi người ta trồng như vậy, người ta làm như vậy, nhưng rồi cuối cùng thì nhà không nên nhà, phố không nên phố, khu công nghiệp không nên khu công nghiệp, cái người dân thì bị mất đất và bị đẩy ra khỏi quá trình sản xuất, họ đi đâu, họ kiếm sống ở đâu. Việc phát triển ồ ạt các khu công nghiệp, không tính đến nhu cầu của doanh nghiệp, đang khiến không ít đất nông nghiệp bị lãng phí. Trong khi đó, khủng hoảng kinh tế khiến nhiều lao động thất nghiệp, người dân nông thôn lao đao, đã ảnh hưởng không nhỏ đến an sinh xã hội. Ruộng lương thì là cũng tôi nghĩ là cũng hơi lãng phí. Thế nhưng mà buộc lòng thì chúng tôi lại phải xoay cái nghề khác, nghề phụ mà làm. Thì yêu cầu nhất là cái khu công nghiệp đây là tuyển dụng con em chúng tôi vào làm. Con em chúng tôi đang bị thất nghiệp, hiện tại là nhất là nam giới. Không có việc làm ấy thì xảy ra ở nhà chơi bời rồi. Sinh ra là đề đóm là lệ sinh những cái tiêu cực khác. Ví dụ như đề đóm rồi còn cảnh nghiện hút rồi. Thì này là các dịch vụ khác nó đem đến. Cho nên là rất nguy hiểm. Chuyện những vùng nông thôn thay đổi bộ mặt
nhờ quá trình đền bù đất nông nghiệp để xây dựng khu công nghiệp không hiếm. Nhưng cũng có những vùng, bộ mặt đó chỉ là vẻ bề ngoài. Còn bên trong, do không có sự quản lý, tính toán chặt chẽ, nhiều địa phương mới chỉ được đưa ra khỏi danh sách nghèo vài năm trước, thì nay lại đối mặt với nguy cơ tái nghèo. Trở lại xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Hiện nay, địa phương này đang có 3 dự án lớn hoạt động. Mỗi dự án đều lấy một phần không nhỏ đất nông nghiệp của địa phương để xây dựng nhà xưởng. Trong đó, dự án công ty Nam Triệu lấy trên 60 ha. Dự án thứ hai là nhà máy nhiệt điện Hải Phòng trên 150 ha. Thứ ba là dự án của công ty Bắc Việt Nam khoảng gần 7 ha. Và trong quá trình thực hiện các dự án này đã gây ra không ít bức xúc cho chính quyền địa phương cũng như người dân trên địa bàn. Từ nhiều tháng nay, ông Lại Văn Thịnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Hưng, phải đi kêu gọi khắp các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục giữ lại con em của địa phương ở lại làm việc. Tuy nhiên, dù đã gửi công văn hay gặp trực tiếp, thì cũng chưa một doanh nghiệp nào có câu trả lời thích đáng cho địa phương. Tam Hưng hiện nay là đầu tư coi như là hai cái dự án lớn ở đây, nhưng mà toàn dự án coi như là đào tạo chỉ có một nghề, ví dụ một nghề đóng tàu thôi. Đấy. Thế đến khi mà suy thoái thì coi như là toàn bộ cái lao động đóng tàu của ngành đóng tàu đấy, thì quay ra là không có việc làm đấy. Và đi vào các doanh nghiệp khác thì người ta không nhận đấy, thì trở thành cái việc là coi như là thất nghiệp. Và đây là thất nghiệp sâu chứ không phải là thất nghiệp đơn thuần nữa. Vấn đề thứ hai nữa là cái quan tâm của các cấp chính quyền đối với lại khu vực mà các cái dự án trọng điểm thì lẽ ra là phải quan tâm ưu tiên cho cái tuyển dụng lao động và con em lao động của những hộ ở nơi thực hiện dự án, đặc biệt là đối với những hộ có đất bàn giao. Đấy. Thế nhưng mà bây giờ tôi nói ví dụ như là chỗ công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng này thì có những hộ coi như bàn giao đến 3-4.000 mét vuông đất nhưng mà vẫn chưa được một công nhân nào vào đi làm. Cả xã hiện có 7.400 nhân khẩu. Tuy nhiên, diện tích đất nông nghiệp chỉ còn lại khoảng hơn 80 ha. Trong khi đó, các nhà máy lại liên tục cắt giảm công nhân. Những công nhân cũ không có khả năng tìm việc làm mới. Xã đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp cao, nguy cơ tái nghèo lớn. Bên cạnh đó, theo ông Thịnh, việc thực hiện các dự án khiến diện tích đất kẹt khoảng hơn 7 ha. Người dân không thể sản xuất từ năm 2007 đến nay. 7 năm, 14 vụ lúa, nhưng đất vẫn để trống, trong khi người dân địa phương thì không có đất sản xuất. Thời điểm hưng thịnh, công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Triệu tuyển dụng và đào tạo khá nhiều công nhân trên địa bàn xã Tam Hưng. Tuy nhiên, do suy thoái kinh tế, ngành đóng tàu gặp khủng hoảng. Do đó, đơn vị này buộc phải cắt giảm nhân sự. Địa bàn xã Tam Hưng có khoảng hơn 1.200 lao động làm trong ngành đóng tàu của công ty Nam Triệu. Thì nay, số người thất nghiệp đã lên đến gần 800 người. Số còn lại làm lay lắt trong công ty và luôn trong tình trạng bấp bênh, đe dọa thất nghiệp bất cứ lúc nào. Mà làm thì bây giờ là không đủ ăn. Đấy, thế lương tháng bây giờ thì lương thì không có thanh toán mà mỗi một kỳ thì ứng được cho 800 với 1 triệu. Đấy, mà bây giờ nếu nói hai vợ chồng mà con thì còn hai đứa con nhỏ. Thế bây giờ vợ thì không có việc làm. Trước Nam Triệu lấy đất của tôi là hứa là đã tôi làm rồi, nếu có vợ con cho vào làm. Nhưng đến bây giờ Nam Triệu vẫn, vợ tôi vẫn cứ ở nhà làm ruộng. Mà ruộng thì bây giờ không còn ruộng, chỉ nhờ vào cái đâm ngoài này. Thế nhưng Nam Triệu lấy rồi mà vợ tôi vẫn chưa được vào Nam Triệu để làm. Mà bây giờ mà tình trạng Nam Triệu làm đang khủng hoảng như thế. Thế bây giờ tháng ứng một lần được 800, ứng lần sau nữa thì ứng khoảng độ 800 hoặc 1 triệu nữa. Thế chứ không có thanh toán. Thế cuộc sống bây giờ nói chung rất là bấp bênh. Trong khi đó, dự án nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 1 và 2, mặc dù nằm trên địa bàn xã Tam Hưng, lấy không ít đất sản xuất nông nghiệp của địa phương, nhưng số lao động địa phương được nhận vào làm việc thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong đó có cả những công việc không đòi hỏi yêu cầu cao về trình độ. Tuy nhiên, chủ đầu tư không tận dụng lao động địa phương.
Cái này thì chúng tôi cũng đang kết hợp với chủ đầu tư, cũng đã yêu cầu bên phía Trung Quốc ấy, là phải cố gắng tận dụng những cái lĩnh vực nào mà sử dụng lao động Việt Nam thì nên tận dụng lao động địa phương tại chỗ để giải quyết công việc làm. Bởi vì khi anh xây dựng nhà máy lên thì rõ ràng người nông dân ta bị mất đất thì người ta không mất việc làm. Vì vậy là cố gắng tận dụng đấy lao động tại chỗ để đưa bà con vào lao động vào làm việc ở tại nhà máy. Thực trạng tại xã Tam Hưng cũng là thực trạng của một số địa phương trên cả nước hiện nay. Việc xây dựng ồ ạt các khu công nghiệp nhưng thực tế lại bỏ hoang diễn ra trên hầu khắp các tỉnh thành có dự án. Trong khi đó, suy thoái kinh tế khiến nhiều doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, nhiều công nhân được đào tạo nghề chuyên nghiệp trở thành thất nghiệp hoặc làm bán thời gian với đồng lương ít ỏi. Khi mà cái nền sản xuất nó bị thu hẹp lại do cái ảnh hưởng của đầu tư, do cái ảnh hưởng của xuất khẩu, rồi do cái ảnh hưởng của cái giá cả đầu vào nó tăng ấy, thì nó cũng làm ảnh hưởng đến cái hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ấy, thì đương nhiên là các doanh nghiệp kể cả trong khu công nghiệp cũng như là ngoài công nghiệp ấy, thì đều bị ảnh hưởng thôi. Và không chỉ những doanh nghiệp lớn và kể cả các doanh nghiệp nhỏ đều là có thể là thu hẹp. Theo những con số gần đây chúng tôi có thì nó khoảng là 30-40% là các doanh nghiệp là bây giờ giảm, chỉ hoạt động từng đấy công suất thôi, 30-40%. Thì như thế thì có thể hình dung là người ta không đóng cửa. Tuy nhiên là người ta giảm cái quy mô thì người lao động là người ta có thể là chưa bị là ngừng việc làm, nhưng mà người ta chỉ làm cầm chừng thôi. Bước vào năm 2012, do tiếp tục chịu hậu quả từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, cuộc khủng hoảng nợ công kéo dài ở khu vực châu Âu, nền kinh tế thế giới diễn biến không thuận lợi. Tại Việt Nam, những vấn đề bất ổn tồn tại nhiều năm qua trong nội tại nền kinh tế chưa được giải quyết triệt để, cùng với bối cảnh bất lợi của tình hình kinh tế thế giới đã ảnh hưởng mạnh đến sản xuất kinh doanh và đời sống dân cư. Thống kê mới nhất của các cơ quan chức năng cho thấy số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể từ đầu năm 2011 đến nay là 91.000. Dấu hiệu đình đốn sản xuất là một rủi ro lớn cho sự tăng trưởng kinh tế. Thất nghiệp trở thành một vấn nạn mà xã hội đang phải đối mặt. Giai đoạn 2005-2010, Việt Nam mỗi năm có khoảng 5.000 doanh nghiệp tuyên bố giải thể, ngừng hoạt động. Tuy nhiên, tại một cuộc hội thảo mới đây, Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam cho biết, từ năm 2011 đến nay, bình quân mỗi năm có tới hơn 50.000 doanh nghiệp giải thể và ngừng hoạt động. Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, số lượng doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động đã cao gấp 10 lần của những năm về trước. Những tác động từ thực trạng nêu trên đã gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội. Thì có thể nói là doanh nghiệp vừa và nhỏ là cái lực lượng mà tạo ra khoảng 50% cái việc làm ở Việt Nam. Thế nhưng mà khi mà có cái khủng hoảng tài chính xảy ra như thế thì cái lực lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ là phải thu hẹp lại. Như năm vừa rồi là cái số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ ngừng hoạt động này, rồi phá sản này, rất là nhiều. Có thể nói là cũng phải đến theo nhiều con số là từ 50.000 cho đến 75.000. Đấy. Thì với cái lực lượng mà nó bị giải thể, phá sản, đóng cửa như thế thì nó sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến cái việc là tạo việc làm. Và như thế thì cái người ấy mà thất nghiệp, không có việc làm sẽ tăng lên rất nhiều. Và như thế thì ảnh hưởng trực tiếp đến cái thu nhập của người dân. Bên cạnh đó, trung bình mỗi năm lại có hơn 70.000 hectare đất bị chuyển đổi sang các mục đích phi nông nghiệp, trong đó có xây dựng các khu công nghiệp. Nhưng hầu hết các khu công nghiệp đều thưa vắng, thậm chí là bỏ hoang. Chưa kể việc đầu tư không đúng đắn, quản lý đất đai kém hiệu quả cũng đang bị phơi bày, gây không ít bức xúc cho xã hội. Những cái đầu tư mà thiếu hiệu quả nó đang bắt đầu gọi là phơi ra, thì chúng ta thấy rằng chúng ta phải rất thận trọng. Xử lý như các tỉnh vừa rồi thì tôi cho rằng rất là khôn ngoan, là bởi vì chúng ta nhìn thấy trước những cái hệ quả về mặt phát triển phi nông nghiệp, nó có những cái nhìn thấy rõ là thiếu hiệu quả thì chúng ta phải xử lý ngay lập tức, trả lại đất cho khu vực nông nghiệp, thì đấy là một cái xử lý khôn ngoan. Thế còn các tỉnh khác thì tôi cho rằng lúc này cũng nên nhìn vào cái chiều sâu đó để chúng ta xử lý cho nó nhanh, cho nó kịp thời. Kết quả điều tra của Viện Xã hội học cho thấy cứ mỗi hectare đất bị lấy đi sẽ có 10 lao động bị ảnh hưởng. Mặc dù số diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng diện tích đất nông nghiệp, nhưng do thu hồi mang tính tập trung
nên một số xã bị mất từ 70 đến 80% diện tích, kéo theo nhiều hộ bị thu hồi toàn bộ đất sản xuất. Việc thu hồi đất nông nghiệp đã ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp tới 2,5 triệu người. Không nhiều trong số đó tìm được việc làm ở các khu công nghiệp. Đằng sau những bữa ăn công nhân thời suy thoái kinh tế, luôn là những chuyện tỉ mẩn, vụn vặt, song thấm đẫm nỗi lo toan. Nghĩ đến những chuyện cơm áo đời thường, nhiều công nhân đã thấy nản lòng, đừng nói đến việc nuôi ước mơ đổi đời từ đôi tay và sức lao động của mình. Năm nay, kinh tế ảm đạm nên khoản tiền thưởng Tết của công nhân cũng vì thế mà vơi đi. Và dù đâu đó vẫn có người vui vẻ với một khoản tiền nho nhỏ cuối năm, thì tại các khu công nghiệp, người ta vẫn thấy có những nỗi ngậm ngùi. Hôm nay, chị Chu Thị Mai tan ca sớm. Chị tranh thủ đi chợ đổi món cho gia đình. Gọi là đổi món, nhưng đây tất cả là những gì chị có. Vài cái bánh mì, nửa cân xoài xanh, vài miếng đậu. Ở nhà đã có sẵn khoai, thế là đủ cho một bữa tối. Giáp Tết, mọi thứ đều đắt đỏ. Dù chi tiêu ăn uống rẻ rẻ như vậy, nhưng với đồng lương công nhân, chị chưa dám nghĩ đến chuyện sắm sửa. Dù công ty đã có tin thưởng tháng lương thứ 13, nhưng với mức lương của công nhân và với hai con nhỏ, chị không khỏi lo lắng. Mọi năm thì tiền thưởng Tết ấy thì về thì cũng đủ tiêu, cũng tiêu theo cảnh nhà quê thì cũng chỉ là đủ tiêu thôi. Còn không theo tiêu dưới này thì không đủ được. Năm nay thì quá ít, giá cả thì tăng vọt nên là chả biết nên tiêu như thế nào. Thấp, lương của bọn em bây giờ thấp quá ấy. Mà tháng lương 13 thì cũng không đủ để mà mình chi tiêu trong một cái Tết. 5 năm làm công nhân, mức lương hiện tại của chị Mai là 2,5 triệu đồng một tháng. Lại có thêm hai con nhỏ, nên hai vợ chồng chị phải chi tiêu tàn tiện mới có thể tạm đủ cho cuộc sống. Vì thế, với những công nhân như chị Mai, đây là thời điểm được họ mong chờ nhất trong năm. Khoản tiền thưởng Tết được họ chờ đợi như là một sự đảm bảo cho cái Tết no ấm, đủ đầy hơn những ngày bình thường. Nhiều công nhân đang tiết kiệm chi tiêu với hy vọng có khoản tiền để về quê đoàn tụ với gia đình. Thì nếu mà tiền thưởng Tết thấp quá thì để tiền về quê thôi. Thì mình mà mua sắm thì làm sao đủ được, nhưng mà mình mà không mua thì đủ tiền để về thôi. Mấy thanh niên bây giờ thì cũng không phải là đủ cho cuộc sống mà chỉ là tạm gọi là đủ để mà ăn thế kiểu vậy, chứ còn đủ để mà làm việc các cái công việc khác thì sẽ không có đâu chị ạ. Năm nay, theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trung bình thưởng Tết của các doanh nghiệp cao hơn năm ngoái. Tuy nhiên, trung bình mức thưởng của công nhân vẫn khá thấp, chỉ từ khoảng 1 đến 2 triệu đồng. Thậm chí một số doanh nghiệp thua lỗ còn thưởng Tết cho công nhân bằng hiện vật. Vì vậy, so với mặt bằng giá cả hiện tại, sẽ khá vất vả để công nhân có một cái Tết gọi là tươm tất. Nhiều công nhân cũng vì thế mà không khỏi chạnh lòng. Thưởng Tết không chỉ là chuyện thêm một đồng, bớt một đồng. Chuyện thưởng Tết còn phản ánh sự tiến bộ của một xứ sở về các vấn đề quốc kế dân sinh. Và dường như trong những ngày giáp Tết này, đâu đó vẫn nghe thấy trong xóm trọ công nhân có những tiếng thở dài, nặng trĩu, hoang mang. Trong lời ru của người mẹ trẻ, vẫn nghe thấy tiếng ngậm ngùi. Năm nay, Tết được nghỉ những 9 ngày.